Chào cháu nhá, bây giờ cô xem cháu này đập cái tấm bê tông nhá để lấy sắt nhá. Đấy. Đấy, đang này. Đây, đang là đập tấm bê tông để lấy sắt. Sắt rác kìa, đấy, sắt mới nghiêm đấy. Chắc lắm. Đấy. Cái mới đấy, cái này là mới. Đấy là ba cái loại, ba cái ấy là mới rồi. Ông không bán. Không. Ông bán. Ông để làm mấy ông đi. Ông có quay ngại lắm. Cứ làm đi. Đập tấm bê tông nhé, để lấy sắt. Không dùng nữa. Mang đi bán. Đập khẽ khẽ thôi, ôi dồi, đập thế thì tơi hết rồi. Qua đây nó khỏe chưa? Đập lưới sắt. Nghe không chưa cái búa á nhỉ? Nghe cho chưa. Hôm nọ chúng mà không đi có cái tấm ở cái kia. Không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giới thiệu cháu của ông để xem gặp cái tấm bê tông ở sắt nhé. Các cháu thấy hai chồng nút like, cũng thích đăng ký kênh nhé. Đó cháu nhé. Chú cháu anh khỏe nhé. Chị chào.